Ok, bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần thứ tư của cái chương mà nói về hành động. Trong tôi điểm lại một chút kiến thức của bài hôm trước. Bài hôm trước thì tôi giới thiệu với các bạn một chút về cái ý tưởng của hành động. Nó là một ý tưởng mà chúng ta làm ngược lại so với ý tưởng chia để trị. Đấy là chúng ta sẽ tính toán lời giải của những bài toán nhỏ, sau đó tổ hợp lời giải của những bài toán lớn. Tôi cũng có minh họa và so sánh ý tưởng từ trên xuống dưới và ý tưởng từ dưới lên trên, top down so sánh với cả bottom up. Và tôi cũng phân tích cho các bạn xem hai bài, bài con lớn nhất và bài con trung dài nhất. Nay thì chúng ta sẽ nói về hai bài toán khác của quy động. Quy động thì thực ra nó là một cái mảng rất nhiều bài thú vị, chứ không phải chỉ mấy bài này. Nhưng mấy bài này được chọn để mà làm điển hình để chúng ta có thể tưởng tượng ra cái cách giải của quy động. Hôm nay tôi sẽ nói về bài đến số con nó tổng ra trước, là một bài mà chúng ta đã từng gặp trong buổi thực hành. Sau đó thì chúng ta sẽ nói về bài toán xếp ba lô. Cái phần 6 tôi sẽ có phân tích một chút về quy hành động, còn chút về bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bài đếm số dưới con ra trước. Đây là bài của buổi trước và đây là bài trong buổi thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ thử giải nó bằng kỹ thuật quy động xem sao. Đề bài của nó là như thế này: là cho một dãy số A có n phần tử. Đây, dãy A này. Và người ta cho chúng ta một cái số nguyên S gì. Chúng ta hãy đếm xem là có bao nhiêu dãy con. Dãy con không nhất thiết là phải liên tiếp, ví dụ có thể chọn rời rạc nhau đúng không? Hai ngày này. Thì chúng ta hãy đếm xem có bao nhiêu dãy con của A có tổng bằng S. Bài toán tổng quát của các biểu tổng quát của cái bài này ấy, là thực ra người ta không nhất thiết là phải S là số nguyên đâu, mà không nhất thiết dãy A là dãy nguyên. Đấy. Có thể là số thực, có thể là số âm. Đấy. Trong buổi hôm nay thì tôi sẽ trình bày một cái phiên bản giới hạn của cái bài này. Đấy là chúng ta xét trường hợp mà dãy A toàn các số nguyên dương. Thế còn trường hợp số A mà âm thì thực ra chúng ta vẫn có lời giải. Nhưng mà cách giải của nó thì sẽ phức tạp hơn. Ok. Bây giờ chúng ta nói về cái ví dụ, chẳng hạn như người ta cho chúng ta S bằng 7. Đây là cái dãy. Dãy này không có điều kiện gì, không nhất thiết là xét tăng và chúng ta phải liệt kê ra, chúng ta phải đếm xem là có bao nhiêu dãy con tổng. Số lượng dãy con ở trong này thì rất là nhiều, đúng không? Chúng ta biết rằng là nếu mà A mà có N thì số dãy con của nó sẽ là 2 mũ N dãy con, đúng không? Nếu mà ta duyệt 2 mũ N dãy con này, chúng ta kiểm tra xem anh nào tổng S thì tôi đếm, thì đấy là một cách. Nhưng mà cách này thì nó hơi chậm bởi vì là cái số dãy con nó quá nhiều. Trong trường hợp này thì kết quả đáp án ta đáp án đúng ra là bằng 3, và đây là ba cái dãy con mà chúng ta liệt kê ra, gọi là để chúng ta kiểm chứng kết quả thôi, chứ không nhất thiết là bài đề bài người ta không yêu cầu chúng ta liệt kê các dãy con. Thực tế nếu đề bài yêu cầu liệt kê dãy con thì cái cách làm theo kiểu là đề quy rồi duyệt các dãy con lại làm một cách làm hàm dãy phù hợp. Nhưng mà nếu mà cái bài toán thì người ta chỉ là đếm cho ngoài dãy con với tổng bằng S thôi, chúng ta có những cách giải rất là nhanh hơn. Bài này ấy, thì thực ra là chúng ta đã
Chúng ta đã từng có cái phân tích của buổi trước rồi. Đó là chúng ta xây dựng một cái hàm S, SN. Cái hàm này có nghĩa là như nào? Hàm này nó trả về số dãy con của A có tổng đứng bằng S. Cái S thì là cái tam số duy nhất của hàm. Còn cái N này là gì? N là số phần tử. Như vậy nếu mà cái hàm N trừ 1 thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổng các cái phần tử của A1, A2 cho đến AN trừ 1 có cái dãy con nào có tổng bằng S hay không? Đúng không? Hay nói tổng quát là F của P, Q thì có nghĩa rằng là tổng là các dãy con trong khoảng từ A1 cho đến AQ và có tổng bằng P. Đây là chúng ta giả thiết chúng ta đặt cái hàm này. Và thực tế thì cái hàm này chính là cái hàm SN này chính là cái giá trị chúng ta cần tìm, đúng không? Bởi vì người ta yêu cầu chúng ta là tìm xem là cái dãy con A có bao nhiêu dãy con A có tổng đứng bằng S mà. Thì cái hàm SN thực chất chính là cái lời giải. Chính là cái đáp án mà chúng ta cần tìm, đáp số chúng ta cần tìm. Thế thì bây giờ chúng ta mới tiếp tục phân tích. Chúng ta phải ý thấy một điều là như này. Khi mà chúng ta xét các cái dãy con có tổng bằng A thì lúc này nó sẽ chúng ta sẽ có hai loại dãy. Hai loại dãy. Cái loại dãy thứ nhất là dãy mà không chứa AN. Đúng không? Tất nhiên dãy thì chỉ có một là có chứa AN, hai là không chứa AN thôi. Thế nếu mà dãy không chứa AN thì sao? Thì thực tế là ta sẽ bỏ cái thằng AN này, bỏ cái thằng AN này khỏi dãy. Bởi vì nó không không chứa mà. Và thực tất chất thì cái dãy mà chúng ta cần tìm nó nằm trong khoảng từ A1 đến AN trừ 1. Đấy. Tức là bản chất của cái việc dãy không chứa A, dãy con không chứa AN thì nó chính là dãy con mà từ A1 cho AN trừ 1 có tổng bằng S. Hay nói chính xác theo ngôn ngữ của chúng ta nó chính là F của S N trừ 1. Tình huống thứ hai là dãy con có chứa AN. Có chứa AN thì tức là gì? Tức là cái dãy chúng ta sẽ là A1 cộng A1 xong A2 còn đến AN trừ 1 và AN. Nghĩ thằng AN này chắc chắn là nằm trong dãy rồi. Và như vậy tổng của ngay phía trước này nó trở bằng là S trừ AN. Đúng không? Thế thì những cái dãy con mà chứa AN thì bản chất chính là những dãy con mà từ A1 cho đến AN trừ 1 có tổng bằng S trừ AN. Hay nói chính xác là nó được đại diện với cái hàm này. Như vậy chúng ta suy ra cái công thức là F SN bằng là F SN trừ 1 cộng với F S trừ AN N trừ 1. Chúng ta có thể lưu lại bộ nhớ để tính toán hoặc là chúng ta có thể dùng làm theo kiểu quy hành động, làm theo kiểu quy hành động. Bây giờ tôi sẽ code thử hai cách để các bạn xem là cái lời giải nó như thế nào. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ code thử để quy theo cái kiểu này. Đúng không? Rồi, đây là cái bài hướng trước của chúng ta. Tổng bằng S. Đúng. Chúng ta nhập n đi, đúng không?
Nhìn đây là mình nhập các cái phần tử của A, đúng không? Chúng ta công thức này mình nhập cho nó dễ. Rồi. Bây giờ ta viết công thức vào. Ta có thể dùng cái công thức này. Nhiều cách viết nha mọi người, chú ý là chúng ta có nhiều cách viết nha. Đây tốt nhất là ta sửa thành K đi cho nó đỡ trùng số nở ở phía trên. Đây chúng ta có hai chúng ta có mấy tình huống ta cần phải xét. Thứ nhất là nếu mà K mà bằng 0. Đúng không? K bằng 0 thì sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nếu mà S thường S bằng 0, tức là không có không phần tử và tổng cũng bằng không, thì chúng ta return ngược lại chúng ta return về không, tức là gì? Huống thứ hai là chúng ta ở đây chúng ta giả thiết nhé, chúng ta đang hạn chế lời giải là a lớn không này. Đấy. Nhỏ hơn không. Đúng rồi cả. Chạy thử xem nào, thử cái bài n bằng 5. S bằng 7. Rồi, thì con bằng 2. Thiếu một trường hợp đâu nhỉ? Chúng ta tính thử lại xem. Nếu mà k bằng 0 thì tổng cũng bằng 0. Đó. Có vẻ đúng đúng. Thực ra là bài này mình nên viết ngắn hơn như này. Là nếu mà S mà nếu mà S mà lớn hơn
Nếu mà S mà nhỏ hơn SK, mà nhỏ hơn AK, S mà nhỏ hơn AK thì tất nhiên là mình không thể có cái chuyện là chứa AK được, mình trả về F hết, K chỉ một thôi, ngược lại thì mình trả về F. Đó, cái này nó hiểu không? Đây có 3 cái con à. 5 cộng 2 này, 4 cộng 3 này. Và bao nhiêu? 3 này có 3 dãy con à? 5 cộng 2 là 1 dãy này. 3 cộng 4 là 1 dãy này. 2, 3, 4 là 1 dãy. Ok. Thế ở đây chúng ta xét hai tình huống là nếu mà S nhỏ hơn AK thì đương nhiên mình không thể có cái dãy mà chứa AK được, nên là mình chỉ trả cái này thôi, ngược lại mình cũng trả cái này. Thế thì đây là lời giải của bài tính tổng trong tình huống mà chúng ta phân tích, gọi là chúng ta phân tích top down đúng không? Phân tích top down. À, và chúng ta viết đề quy. Bây giờ chúng ta viết quy hoạch động thì sao? Quy hoạch động thì sao? À, chúng ta có thể là test thử bài này trong tình huống mà số lượng dãy nó nhiều một chút để xem nó như nào. Ví dụ như là tôi test dãy có 20 phần tử đi. Đúng không? Nó tổng bằng 17. Ồ, 20 phần tử nó vẫn khá nhanh đấy nhỉ? Phần tử 30 phần tử chúng ta. Phần tử chạy lâu phết rồi. Nói chung là nếu mà làm theo cách này thì trường hợp một số phần tử nó đủ nhỏ thì khá ok, nhưng mà số phần tử mà nó lớn thì hơi căng. Đúng. Chúng ta có thể làm theo một cái cách khác, đấy là cách quyền động. Là cái quy hoạch động thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ tính ngược đúng không? Chúng ta bình thường là chúng ta top down là chúng ta có f sn đúng không? Thì chúng ta tính f sn trừ 1. Và ta tính f của s trừ a n n trừ 1. Đấy. Xong chúng ta cứ tách dần như này xuống dưới cùng. Để top down. Bottom up thì chúng ta lại làm ngược lại, nó đi từ dưới lên. Chúng ta lại tính những anh dưới này trước. Giờ chúng ta đi dần lên trên. Thế thì cái anh dưới cùng này sẽ là gì? Anh dưới cùng này là những anh mà trường hợp mà n mà bằng 1. Đúng không? N bằng 1. N bằng 1 hoặc là N bằng 0. Đấy, N bằng 1. Rồi. Chúng ta có thể làm theo ngược lại, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tôi tạo ra một cái mảng. Cái mảng này của tôi sẽ lưu kết quả mảng C. Đấy, lưu kết quả.
như là tổng n của tôi là 1.000 đúng không? Ta sẽ làm hai cách. Phần này chúng ta là kết quả do top down đúng không? Ta sẽ có một cái kết quả do bottom up. Sẽ lấy nó ở trong C của giờ chúng ta sẽ tính ở đây. Việc của chúng ta là chúng ta cái C này để tôi viết riêng ra này. C F K thì sẽ bằng giá trị F K. Mảng C được tính từ C1 ngon C2 dần 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 rồi chúng ta bắt đầu tính. Đầu tiên chúng ta tính cái thằng C1 trước. Hoặc là chúng ta có thể tính C0 trước cũng được. Nếu mà ta thích, chúng ta tính C0 trước đi. No. Tôi không không riêng cái thằng tôi không không thì bây giờ chúng ta bắt đầu tính thằng còn lại. Ừ, tôi lấy gì bằng đúng không? À, ra mình lưu ngược lại thì đúng không? Ra tính như này cũng được. Nên và tính như này thì tôi nghĩ là sẽ tính ngược lại thì nó hay hơn. Đây, tôi sẽ lưu ngược lại như này thì nó hay hơn.
tức là C thì AC này thì nó sẽ ra nó cũng nhau nhưng mà tôi tính một chút. Di sẽ chặt đúng không? Việc đầu tiên là C bằng C của ừ. Đây là trường hợp mà chúng ta đây trường hợp này ừ. Lớn bằng cái của ta chạy thử nhé, 5 phần tử. Bảy. Ta ô, con bằng không à? Không nhớ là không lý nào. Chúng ta xem chúng ta tính toán đây có vấn đề gì. Sai lầm ở đâu? À, nó sai lầm ở cái đoạn in kết quả. Bởi vì in kết quả ra chúng ta phải in ra cái CNF chứ không phải CN. Và tính toán thì là đúng hết rồi nhưng mà in ra là sai, tôi nghĩ là như thế. Đấy. Giờ chúng ta thử thử một cái dãy đủ to một chút xem như là từ nãy trường hợp 30 là chạy lâu ra chưa ra đúng không? Nó chạy thử với 30 đúng không? 501. Đấy, các bạn thấy anh này phát ra ngay, còn anh kia thì mất khoảng cũng một ít giây nhưng cũng ra. Chúng ta có thể thử với trường hợp to hơn một chút, ví dụ 35 đúng không? Hai trăm này thì phát ra ngay dưới này thì lâu đó
Lâu rồi thì anh duyệt nhiều. Này của mình hay à, mãi chưa là cũng quả nè. Từ lâu nay thì chúng ta không thể nào biết được là chính xác cái con số 800.000, 875.000 này nó có đúng hay không. Các bạn cứ khó chờ một chút vậy. Ở đấy, các bạn thấy kết quả giống hệt nhau đúng không? Nhưng mà anh top down thì chậm hơn rất nhiều rồi bất đáp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích cái lời giải của bài này. Tôi muốn trình bày ở đây. Bài này là bài đến cho các con đúng không? Bây giờ chúng ta cái đề bài chúng ta là gì? Là ta có cái dãy là 1 7 6 3. Và chúng ta hỏi xem là có bao nhiêu dãy mà có cái sum bằng 7. Bao nhiêu dãy có sum bằng 7? Thế thì với cái phân tích đệ quy này thì chúng ta làm thế nào? Phân tích đệ quy này là chúng ta có một cái hàm SN đúng không? Bằng là SN trừ 1 cộng với là S trừ 1. Chúng ta sẽ tính thằng SN này. Cụ thể là trong tình huống này là ta tính là thằng của 7 và 5. Với nghĩa là gì? Nghĩa là tổng bằng 7. Và dùng 5 phần tử đầu. Nhỉ? Thế thì chúng ta hãy thử đơn giản là như này. Chúng ta hãy vẽ ra một cái
Đây là không dùng phần tử nào, đây dùng một phần tử, dùng hai phần tử, dùng ba phần tử, dùng bốn phần tử, dùng năm phần tử. Còn đây là tổng bằng không, tổng bằng một, tổng bằng hai, tổng bằng ba, tổng bằng bốn, tổng bằng năm. Tổng bằng 6, tổng bằng 7. Việc chúng ta là phải tính giá trị ở đây này. Tính giá trị ở đây này. Thế để tính giá trị ở đây thì bây giờ chúng ta mới xem công thức là để mà tính F. Nó nhìn nhá, chúng ta tính F 75. Lúc này nó có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là không dùng phần tử số 5 này. Không dùng phần tử số 5 này tức là chúng ta cần tính F 74. Vì sao? Bởi vì là tổng nó vẫn bằng 7 và tôi bỏ phần tử số 5 đi. Còn tình huống có dùng phần tử số 5 này thì vì phần tử số 5 này bằng 3 rồi, cho nên là tôi chỉ cần quan tâm đến việc là bốn phần tử phía trước tổng bằng 4 thôi. Đúng không? Đấy. Bây giờ để tính F74 thì nó có hai tình huống. Một là tôi có dùng phần tử số 4, hai là không dùng phần tử số 4. Không dùng phần tử số 4 thì tôi phải tính F của 73. Coi như là tổng bằng 7 và 3 phần tử. Đâu. Nếu còn trường hợp có dùng thì tôi sẽ phải tính F của 43. Bởi vì là đã dùng phần tử số 4 này rồi, đúng không? Giờ tính F73 này thì lại có hai tình huống là có dùng phần tử số 3 và không dùng phần tử. Không dùng phần tử số 3 thì là thành F của 7 và 2. Còn có dùng thì là F của 1 và 2. Đúng không? 72 này thì tôi lại có tính phải tính F của 71. Và tính F của 01. Vì phần tử số 2 là bằng 7. 71. 71 tức là gì? Là dùng tối đa một phần tử đầu tiên và có tổng bằng 7. Thì anh này không có phương án nào rồi. Đúng không? Anh này bằng 0. Anh 71 này. Không. Vì sao? Bởi vì là phần tử đầu tiên là bằng 1 mà tổng 7 chắc chắn là không thể bằng rồi, nên không phải bằng. Còn anh này là gì? Là một phần tử và không, là tổng bằng không và dùng tối đa một phần tử. Đấy. Thì lúc này chúng ta lại có hai phương án, có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là không dùng phần tử nào, và cách tính thứ nhất là cách tính thứ hai là có dùng phần tử số 1, đúng không? Đấy. Thì về cơ bản ấy, là anh này nó sẽ có một phương án. Bởi vì sao? Vì là tổng bằng không và dùng một phần tử, mà chúng tôi có thể là lựa chọn phương án là không dùng phần tử nào hết, đúng không? Như vậy anh không một này là một. À đâu, anh này không tổng hại anh này tôi có 72 bằng bằng một. 72 là anh này. Còn anh phía dưới này là anh F12. F12 là anh này. Này bao nhiêu? Anh F12 này thì chúng ta lại có hai cách tính. Cái tính thứ nhất là có dùng phần tử số 2. Cái tính thứ hai là không dùng. Không dùng thì là nó tương đương là F11. Còn có dùng thì vì anh này bằng 7, anh này còn lớn hơn với tổng, cho nên là cái nhánh này không dùng được, bỏ đi. Anh F11 này thì có một phương án, đúng không? F11 này có một phương án. Cho nên anh F12 này có một phương án này. Cái này cũng bằng 1. Hai này tổng lại bằng 2, như vậy F73. Bây giờ chúng ta tính F43. F43 là trường hợp này ở đây. Đúng rồi. Tức là tổng bằng 4 và dùng tối đa 3 phần tử. Lại có hai phương án là một là
Không dùng từ số 3, tức là F 4 2. Trường hợp thứ hai là trường hợp thứ hai không sử dụng được, thì phần tử số 3 là bằng 6, lớn hơn với tổng của 4. Nên ta chỉ cần tính F 42 thôi. Tính F 42 tức là tính anh này. F 42 thì chúng ta thấy là không dùng phần tử số 2 được, nên chỉ có một cách là tính cái thằng F 41. Tính này. F 41 thì có hai phương án, là một là dùng phần tử số 1, hai là không dùng. Cả hai phương án này đều không biến kết quả hay là bằng 0. Bằng 0, bằng 0. Như vậy anh này bằng 2, anh này bằng 0. Tổng F 74 là bằng 2. Bây giờ chúng ta tính F 44. F 44 thì có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta không dùng phần tử số 4, thì chúng ta cần phải tính F 43. Đúng không? F 43. Thứ hai là có dùng phần tử số 4, thì chúng ta cần tính F 13. F 43 trên này đã tính rồi là bằng 0 này, nhưng mà này bằng 0. F 13 thì sẽ như nào? F 13 tức là dùng 3 phần tử đầu tiên để tạo thành tổng của 1. Đấy. Thì chúng ta có phương án là tính F của 12, tức là không dùng đến phần tử số 3. Trường hợp muốn dùng phần tử số 3 không dùng được thì tổng bằng anh này bằng 6, trong khi cái tổng ta mong muốn là 1 thôi, chúng ta chỉ cần tính F 12 thôi. F 12 chúng ta cũng chỉ có phương án là không dùng phần tử số 2 vì phần tử số 2 bằng 7. Như vậy chúng ta phải tính F 11. F 11 cho trường hợp là 1 rồi. Như vậy ta thấy F 11 1 thì F 12 cũng là 1. Và F 13 cũng là 1. Ông F 44 này bằng F 43 của F 13 cũng là 1. F 75 thì bằng ông F 74 bằng 2 cộng em 44 bằng 1 ra 3. Như vậy ta thấy một điều rằng là để tính thằng F 75 này thì cái bảng của chúng ta nó sẽ tính những ô này. Đúng không? Những ô còn lại này thì về cơ bản là nó chừa ra, nó không tính. Rồi, bây giờ chúng ta dùng cho chúng ta xét trường hợp số 2. Ô, họa trở lên một chút. Máy của tôi hơi đơ gì đó. Trường hợp thứ hai là ta tạo ra một cái mảng C. Trong đó CKS bằng FSK, đúng không? Đây chính là, thực ra đây chính là mảng C này. Chúng ta thấy là C57 thì chính là lưu giá trị của F75, đúng không? Đây chính là mảng C. Thế thì cái thuật toán bottom up ấy, thay vì cái việc nó định quy trên cái mảng này thì nó sẽ tính từng dòng một của cái mảng này. Đấy. Bây giờ chúng ta hãy tính thử từng dòng một của mảng xem sao. Tôi vẽ là cái mảng này. Đây một dấu không này, một này, ba này, bốn này, năm này, sáu bản chất của cái thằng button up và bản chất của hành động là nó tính cái mảng C này. Nhưng mà tính mảng C này thì ta không chơi theo kiểu là định quy để tính như ông trên này, mà ta sẽ tính từng dòng một. Đầu tiên tôi sẽ tính dòng này, sau đó tôi tính dòng này, tôi tính dòng trên này dần dần dần, và cuối cùng tôi tính ô này.
Cái việc mà tính dòng này ấy, thì tôi vẫn dùng cái công thức, tôi vẫn dùng cái công thức ban đầu, tức là tôi vẫn dùng cái công thức này, vẫn dùng công thức này, chỉ có điều là tôi tính theo cách mà bottom up từ dưới lên thôi. Đây chúng ta hãy xem cái cách tính này. Đầu tiên tôi cho C00 vào 1, vì sao? Bởi vì rằng là không dùng phần tử nào mà tổng bằng không thì đương nhiên có một cách đúng không, đấy là đấy chính là cách không dùng phần tử nào có tổng bằng không đấy. Thế còn tất cả những dòng này tôi cho bằng không hết, ra dòng này cho bằng không hết là chính xác. Vì sao? Vì đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là không dùng phần tử nào thì tổng làm sao có thể bằng 1 cho đến 7 được, đúng không? Không dùng phần tử nào thì tổng chỉ có thể bằng không thôi, còn tổng bằng 1 là không phương án nào, tổng bằng 2 không có phương án nào, và tổng đến n không, tổng đến s cũng không có phương án nào, đúng không? Bây giờ tôi tính dòng 2 này. Bắt đầu từ dòng 2 này thì tôi sẽ bắt đầu tính như sau, là theo công thức thôi, là C của Y G thì sẽ bằng là C của Y trừ 1 G. Đây là trường hợp gì? Đây là trường hợp là không dùng đến AI, đúng không? Không dùng AI ta chỉ việc copy từ dòng dưới này lên trên thôi. Bởi vì sao? Vì là coi như tôi không dùng đến cái giá trị AI thì số cách phân tích của f của s n và f của s n trừ 1 là bằng nhau, đúng không? Nếu mà chúng ta không dùng đến an. Còn trường hợp dùng đến an, chúng ta chỉ dùng đến an được khi nào? Khi an này nó nhỏ hơn s thôi. Đấy. Nó nhỏ hơn bằng s, đúng không? Nếu mà an nhỏ bằng s thì lúc này chúng ta sẽ xét thêm tình huống là tôi sẽ dùng an, thì lúc này cái tổng của tôi sẽ là s trừ an. Đấy. Và tôi dùng y trừ 1, y trừ 1 phần tử. Đấy. Như vậy trong trường hợp mà cái g này của tôi nó nhỏ lớn hơn bằng an, đây các bạn thấy này, đúng không? Đấy. Điều kiện là g trừ 1 lớn bằng an, thì lúc này tôi sẽ cộng thêm cái thằng c y trừ 1 g trừ an g trừ ai vào cái tổng này. Ví dụ bây giờ để mà tính, nói đơn giản nhé, ví dụ như đây cái dãy của chúng ta, tôi xóa cái chỗ này ra. Dãy của chúng ta là 1, 7, 6, 3, 3, đúng không? Bây giờ để tính tổng bằng không thì tất nhiên là có một cách rồi. Tổng 1 thì có một cách rồi. Một cách rồi. Bây giờ để tính anh 1 1 này. Đấy. Thứ nhất là copy ở dưới này lên nó bằng không này. Thứ hai nữa là bây giờ tổng của chúng ta là bằng, bây giờ chúng ta cần tính trong trường hợp tổng bằng 1, s chúng ta bằng 1, a y của chúng ta, a y của chúng ta cũng bằng 1. Đấy. Như vậy thỏa mãn điều kiện là a y nhỏ bằng s thì ta cộng thêm cái thằng c y trừ 1 s trừ a y ở đây, anh này bằng không, anh này cũng bằng không, nó cộng như này, vậy anh này bằng 1. Tương tự như vậy anh hai này thì tôi sẽ cộng anh dưới này lên, mình không cộng anh dưới này lên. Tính anh trên này thì do a hai chúng ta bằng 7, lớn hơn rất nhiều so với anh này, nên là ta chỉ có cách là copy hàng dưới lên cho anh này 1 0 0 0 0, đến anh này bằng 7 này, anh S7 này thì chúng ta sẽ ngoài chuyện là copy từ dưới này lên, ta sẽ cộng thêm với thằng C
C1 không. Vì sao? Bởi vì là đây xét trường hợp mà tổng bằng 7 và ta có dùng số 7. 1 0 của ông này chính là đây. Thì ta nhìn cái giá trị này thì ta thấy anh này hai ô có hai ô bằng một, khá giống anh này đúng không? Làm theo cách tương tự thì chúng ta sẽ tính ra được những cái giá trị ở ô này. Ô này bằng một không không không. Ô này thì sẽ bằng 0 cộng với cả C 21. C21 là ông này. Ông 7 này thì nó sẽ bằng là đúng rồi, 1 tiếp đúng không? Xem có cộng tiếp nào không? Ông này bằng 3. Bằng 3 thì chúng ta sẽ cộng tất cả những dòng thuộc C 3. 4 này cộng với 3, 4 này cộng với 1. 5 này cộng với 2 bằng 0. 6 cộng với 3 bằng 0. 7 cộng 4 bằng 0 này. Đây là 1. Trường hợp bằng 3 thì chúng ta sẽ cộng tất cả những anh C4 lệch 3, tức là bắt đầu từ 3 trở đi, đầu từ 0 cho đến 4 trở đi. Anh này là 1. Ba này thì sẽ là tổng của 4 và 1. Xin lỗi các bạn, anh này bằng 2 chứ. Anh này bằng 7 và 2 là đây, xin lỗi các bạn, tôi phải tính lại cái giá trị này cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta tính dòng 2 này. Bây giờ giá trị dòng 7. Đúng, đầu tiên copy tất cả những theo cái công thức này thì copy tất cả những dòng dưới này lên. 1 0 0 đúng không? Riêng trường hợp 7 này thì chúng ta sẽ cộng với cả C10. C10 là anh này, tức là ông này bằng 1. Rồi, bây giờ dòng 3 này. Chúng ta copy toàn bộ con dưới này lên. Cái này bằng 6, cho nên rằng là ô 6 này sẽ được cộng với ô 30, tức là anh này bằng 1. Anh này bằng 7 thì nó sẽ được cộng với cả ô 31, tức là ngày bằng 2. Rồi. Dòng 4 này chúng ta copy nguyên đống này lên. Anh này bằng 3 thì ô 43 sẽ được cộng với ô 30, tức là ông này bằng 1. Ô 4 này được ô, nó sẽ được cộng với cả ô 31. Ô 5 thì cộng ô 32 giống bằng 0. Ô 6 này thì cộng với cả ô 33 giống bằng 1. Ô 7 được cộng với cả ô 34 bằng 1. Rồi. Cái C dòng C5 đầu tiên chúng ta copy tất cả giá trị cột này lên đã. Anh này bằng 3. Thế thì ô 53 sẽ được cộng thêm 1 của ô 41, thế này là bằng 2. 43 ô 54 sẽ được cộng với cả số liệu của ô 41,
Đây, cái này cũng bằng anh 5 năm, tức là cộng số liệu của 5 của 42 này vẫn bằng 0. Anh 6 5 6 sẽ được cộng số liệu của ô 43, tức là anh này cộng với bằng 2. Và anh 5 7 sẽ được cộng số liệu của ô 44, là anh này bằng 3. Đây, tổng chúng ta in ra, ta sẽ in ra 3. Thì chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy một điều là cái button up này thì nó sẽ tính toàn bộ cái mảng này, trong khi cái thằng đệ quy này chưa chắc nó tính toàn bộ mảng, nó chỉ tính một số phần tử trong này thôi. Vấn đề là thế là tại sao anh này chạy nhanh hơn? Anh này chạy nhanh hơn bởi vì rằng là anh ý tính mỗi một giá trị ô này chỉ tính một lần thôi, chỉ tính một lần thôi. Tức là độ phức tạp của anh ấy sẽ bằng gì? Bằng n nhân với cả s. S của chúng ta càng to, n càng to thì số tính toán càng to. Còn anh trên này chúng ta có thể phải lặp đi lặp lại tính toán nhiều lần, chúng ta lặp đi lặp lại tính toán nhiều lần cho nó chậm. Chúng ta có thể speed up anh này bằng cách là chúng ta sử dụng cơ chế cache, đúng không? Cơ chế cache chẳng hạn như chúng ta cũng lưu dữ liệu vào mảng một cái mảng nào đấy thì chúng ta tăng tốc độ anh này lên. Anh, vấn đề nó nằm ở đây không phải là cái chuyện tốc độ, vấn đề nó nằm ở đây là cách tiếp cận khác nhau. Chúng ta thấy rằng là để tính dữ liệu tính anh cuối cùng này thì cái thuật toán top down là nó đi ngược từ anh cuối cùng này, đi ngược trở về ngô phía trước. Đó. Thế còn cái thằng button up thì nó sẽ tính tất cả những trường hợp nhỏ này và tính dần lan dần cho đến khi nào tính ngô này. Hai hướng nó khác nhau, một anh là đi từ từ các trường hợp nhỏ đi dần đi dần đi dần đi dần lên anh lớn, của anh là từ lớn tách dần tách dần tách dần. Và thuật toán quy động thì các bạn để ý thấy là chúng ta chỉ biết hai vòng for rất đơn giản thôi, là chúng ta in kết quả. Và anh này chúng ta viết đệ quy, trong trường hợp này may mắn thì đệ quy ra rất ngắn, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn như thế này. Có những tình huống chúng ta có thể là rất chương trình rất là dài rất đặc.